Okay, Mr. Mr. Okay, To be. Top A, okay, treat, top pleasure, A, top. Number 3, A. A, okay, top. Number 4, A. Okay. Remember, I'm Five. năm giờ có nào? Đọc màn lát à? Năm A đúng không? A. Màn lát vào. Con lát hả? Không, cụ thể cũng lát luôn. Bên con nó vừa báo vạch đỏ, vừa bên này cũng báo vân cũng lát luôn. Năm A. Bên này cũng lát luôn sao? Bữa giờ trời mưa nè, hai chập chờ sẽ đỡ hơn nè. Cả năm ấy Sáu đi. bi sửa thành gì con, sao sao bi được đờ hả? Okay, that you still gì? Driving. Robin. Vậy cũng là đờ. Ok, watching. Ok, thấy cũng nhẹ nhàng á. Hay là đúng quá đó. Ok, thông cỡ đầu thuận lợi nè. Anh chậm chậm lại chút cũng được. Thấy cái đà này làm gì kịp á. Thôi, còn làm nhanh không? Đáng chậm chút chút. C. Lost. Ok, xin we left. Đúng rồi. Chín ai Hay cái từ enrich chắc là để thu thập thêm từ vựng. câu rồi, ok, bổ sung, ok, enrich là làm giàu đó con, cái từ rich con thấy giàu không, ok, làm giàu thêm, ok. Mười đề D. D. 11D. C. 12 xe. Mười ba C. 13 xe, ok. Ok, 14 là 14 nữa.
14B. Ừ, B là dựa vào. Okay. How hour. Rang nghe họ tốt 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 thế là bà ổn Sáu không? gì? Con biết nghĩa con Cái gì con? Không biết cái gì? Không biết cái nào? Lạ quá đấy. không biết nghĩa race. Race, cái cuộc đua con. Cuộc đua. The race, racing đó con. Race. Cuộc đua. Đua xe không? Cái petrol xăng đúng không? Ok. Hoặc là last lap, lap là cái vòng cuối này, thường thường người ta đua xe thường đua mấy chục vòng á. Người nào giật đến giờ vòng của ai cao nhất thì thắng. Người Okay. B. Bên smoke là sao giá với ta. Bữa giờ chắc cũng hết cái gì để ôm rồi. Ừ, bị động chắc có bị động thế cũng ok kia rồi chơi 19 đọc cái đề nha đọc cái đề nha Phần vân giữa ta không biết từ vần là nhìn biết không biết từ vần đúng đoán chắc chắn không thể là câu C rồi câu D cũng không được còn câu A câu B revive là hồi sinh nha trái okay, survive 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 sống sót Revise hồi sinh okay, bây giờ survive Mươi là C. and okay look after đúng rồi. Uncomfortable, ok. Ấm cúng, ok. Nãy giờ mình mới làm 10 phút rồi không? Cần đó. Intern, ok. Ồ, hơi khó nhỉ. À không, opposite mà. Thì không nhắc có mơ luôn là quên đúng không?
Đúng rồi, laser là một spectrum. Maria Slodowska. Ok, Slodowska. Slodowska. Đọc lên con, đọc lên con. Maria Slodowska was born in Warsaw, Poland on 7. Có phải đọc tay hát không? 7 wait 7 th hát đâu có đọc ở đâu đúng không? 7 the 7 thôi chứ. Okay. November 18. The 7 of November đấy. Đờ chứ th là đờ con. On the 7 November 1867. Her childhood was not a happy one. Was not a happy one, I'm sorry. Was not a happy one. Her older sister died when she was 9 and her mother passed away when she was 11. 4 years after the death of her mother, she left school. That was a difficult time too. She couldn't go to the university. To go to university. Okay. Because as because universities in Poland were not open to women, so she taught herself. In 1891, Maria went to Paris to study physics. She studied very well and got her degree in 1893. A year after, she got a degree in physics. She got a degree in math too. This was only a few weeks. Few weeks. A few weeks before, she met a clever young man called Pierre Curie. Pierre Curie. They got married in 1895, and Maria became Maria Curie. The Curies had two daughters, Irene, born in 1897, and Eve, born in 1904. Oh, okay, 1904. Before the cái gì của Irene, okay. For the birth. The birth, okay. Before the birth of Irene, Maria started working with Curie, and together they discovered radium in 1898. In 1903, Maria and Curie won. Okay. And Mary won the Nobel Prize for Physics, and they became very famous. Then 3 years later, Curie died, and Mary's work changed forever. World change. Okay. Hôm nay làm thế rồi ta. Okay, tiếp tục không?
New York and certainly very big. There are too many people. That's the problem. The streets are always full of cars and trucks. You can never find a place to park. Traveling around is never easy in the city. If you have enough money, you can take a taxi. New York cabs are yellow. They took all the same, but the drivers are very different. Some were born and raised in New York, but many are newcomers to the United States. A few drive slowly, but most go very, very fast. Cab driving is a difficult job. It can be dangerous too. Thieves often try to steal the driver's money. Drivers sometimes get hurt. If you don't want to take a taxi, you can go by bus or you can take the subway. The subway is quick and it's cheap. Cheap. Part of it are old and dirty. Lights don't always work and there are often fire on the truck. On some subway lines, they are new clean sleeper trains, but you can see the color of the old train easily. There is too much dirt and too much graffiti inside and outside. Uh-huh, ok, rồi nè, coi trên phim nhiều, okay. Thành phố nó cũng hỗn tạp nhiều lắm. Ok, 28. Cap. Nhìn lên chưa? Cap là cái gì? Your cap are yellow. A taxi. Can be dangerous. Con làm ẩu rồi. 30 phải đọc can be dangerous. Nó có nghĩa là gì? Tài xế taxi ở New York có thể nguy hiểm mà con. Đúng không? Người ta làm tài xế sao mà nguy hiểm được? Khi nào gặp nguy hiểm nó khác nhau nha. Okay. Can be dangerous. Chào câu nào? C. Phải là C. Okay. Khác nhau á, cần phải cái nghĩa đó. Okay, để nhận sai câu nè. Okay. 31 subway. Station. Chưa có đọc kể trong bà rồi. Underground. Cái từ sub đó con, nó cũng có nghĩa là ở dưới á. Sub, cái phía trước nó cũng là dưới. Như cái từ sub vậy ta. Quay là cái đường đi mà sub. Sub là dưới cái đường đi ở phía dưới. Okay. Ba hai. Stay. Cái nào? Ba hai con là mà C. C đúng rồi. I haven't met him for 3 years. For 3 years. If I had money, I would buy that shirt. I would. Okay. Nhớ cái dấu phẩy. Cái này cũng đâu có cái từ lộn đâu thôi.
Okay, 35. Khó nè. Phải đọc ít nghĩa cho nó cẩn thận rồi mới xác định mình làm gì. Hiểu cái nghĩa. Bị động. Nhưng mà cái nghĩa sao? Cô ấy không được mời đến bởi Tôi mới thiệt. Đấy. She had Ask you. hasn't been Has not invited. been okay, been invited. Tốt. To the party. To the party. You don't know what she advised me not to buy this coat. Not to buy that and this. Come on. Me. Nhưng mà ấy là thầy là that this coat hay là that that coat. That coat. Rồi thầy đó thầy đang phân vân từ để thầy nhớ là nếu mà mình làm cái câu mà kiểu từ thuật đúng không? Thì nó sẽ nếu mà nhưng mà cái câu này cái câu kiểu cấu trúc. Như mà that coat luôn á. Okay, not to that coat. Who's là gì? That does me. Who's house had been destroyed in the explosion? Explosion. Okay. Were given rooms in the hotel. Đúng rồi, tốt. Nhưng mà nhớ, đúng rồi, chắc thì nhưng mà nhớ, mà có dấu phẩy nha. Okay, có hai dấu, cái dấu phẩy cộng với who phẩy rồi whose house, okay, whose house 38. The sun shone so brightly that Maria had to put the sunglasses. Okay, the sun shone there. So wait. Put on her sunglasses. So that okay. Thường thông thường thì không có hàng đá cũng được, sâu không được. Cái hàm sao? Cái giờ thầy giật mình, thầy có tưởng con dùng sâu đáp gì đó, sâu tính từ đáp, thầy giật mình. Cái 79 con. Đờ. Đờ, ok, đờ gì? Con thấy không? Đó thử tự nhiên hai cái câu này có chung cái điểm gì khó này bài chính khó này có chung từ mô gì là đời gì đời mô gì nhớ cái cấu trúc đời mô đời mô không không thì đó thì những cái có này nó có hơi lạ tôi nè tôi làm càng tôi càng tập nhiều tôi càng nhớ nhiều từ đúng không the more exercise the more I remember new word. Okay, I can remember new word. The more. Okay. Hơi lạ, cái này hơi lạ. The more cái gì càng nhiều thì cái kia cũng nhiều. Okay. The more exercise. The more exercise. The more
the more. No, the more the word I can remember. Okay. The more gì đó. Okay. Một khúc sau mới được gì đó. Okay. Khúc sau nha. The more gì đó. Đúng không? Tính từ. Rồi the more. Tính từ xong rồi xem gì đó. Tính sao? Cái I do bỏ đi. The sooner. The more exercise I do. Thầy thấy nó cứ không cần thiết sao con. Cái này đang coi nó lại cho chắc. The more exercise. Không, này nghĩ the more exercise we do, I do. The more I can remember. Thông thường hay mới có dạng đó hỏi the. Hàng ngày thôi. Khả năng cao chắc cũng thầm bỏ thêm ai đâu thì lên coi thêm mấy cái ví dụ này mà có ai đâu thấy nó hơi không cần thiết nhưng mà thôi. Nè càng nhiều có nhiều nè. Thông thường nó sẽ là the smaller hay cái gì đó. Ok, nhưng mà thêm ado luôn á, đúng rồi á. Nói chung là ghi the more. Thì sẽ hiếm được gặp, với lại con có trắc nghiệm nè. Nó phải ghi nguyên một vàng á. Okay. I wish I invited her to my party last night. Con làm hơi nhanh rồi. Cái này đang sử dụng thay gì? Quá khứ. Wish này thì phải dùng quá khứ, phải dùng thay gì nữa? Hiện tại. Sao hiện tại đúng không? Tôi đã mời đúng không? Cái việc mình quá khứ gì hoàn thành quá khứ hoàn thành đấy, con chỉ cần thấy ở trên mình tự nhiên nó xài quá khứ đơn á, còn dưới phải quá khứ hoàn thành bởi vì quá khứ đơn nó đã hết rồi mà, kết thúc rồi mà. I wish I had invited her to my party, to my birthday party last week. Đúng rồi đấy, nói chung là ok, phần cuối thì sai chút cũng không sai, quan trọng cái phần trên á. Ok, nhớ đọc kỹ thấy về dạy quá, nói chung là đang cũng yên tâm rồi, nhập xong máy này cũng đã yên tâm. Thầy con hỏi hôm trước con có đi thi thử ở một trường thì nó có cái câu viết lại là when did you start researching the past ạ, và nó cho chuyển lại thành từ bắt đầu bằng chữ how. When did you start? Past là gì? Quá khứ hả? Kiểu là quá khứ. Lịch sử, nói chung lịch sử. Ok. How à? Biết là bằng how à con? When did you start? How sẽ đi quấy gì ta? Ta không biết cho thêm gì nữa hả? Có ghi vậy. How? How long did you start researching the past? How long have I? Tại sao mình cho how? When did the law? Phần tất ở trên when did the law quá khứ đúng không? How long have? Hay người khả năng kêu có thể là dùng hiện tại hoàn thành. How long have I? Nhưng mà không có được start nha. Đó là how long have I researched the past? Đúng không? Okay. Thầy nghĩ khả năng cao bởi vì how đó, như thế nào? Không ổn rồi. Đúng rồi. Chứ không phải người ta đâu hỏi cách nào đâu. Phải dùng how long have. Okay. Khá là tốt. Nhưng mà con có dùng start cho nó không? Có.
Có khi khả năng cao là sai rồi đó. Nó cũng giống giống như cái câu là mình học tiếng Anh bao lâu rồi con, đúng không? Đúng không? Mình bắt đầu học tiếng Anh, ok, I start learning gì đó vào những vào mấy năm trước đó, xong rồi bắt là I have studied đó, nhớ không? Nó for three gì đó, nó y chang gì, thằng nghĩ khả năng cao thì giống gì đúng không? Đúng không? Thi thử rồi con, xong rồi nó không cho mình kết đáp án kết quả hả? Có kết quả nhưng mà không có đáp án. Kết quả nhiều con, thấy mấy trên kia khó không? Khó khó hơn đề trường con là đề trong sách mình nhiều. Đề trong sách mình thấy hơi dễ rồi, đề trong sách nó phải dễ hơn cái đề mà nhiều từ vựng bữa một chút thì nó mới hợp lý hơn. Đằng dù gì cũng là thành phố lớn mà, Hiểu, kéo lắm. được 8 không, ít nhất phải được 8 chứ đúng không? 8 không, 7 mấy rồi hả? Không. Không luôn hả? Ác liệt chứ, nhiều từ mới lắm luôn hả? Nhiều cái bài điền từ nó không dễ, bài điền từ nó khó, mỗi bài học nó dễ thôi, còn đâu là mấy bài học nhiều khó. Thầy nghĩ khả năng cao thi thử với con, lúc này nó cũng cho ôn khó ra đề dễ mà. Thầy nghĩ tạm thời giữ vững như bây giờ, nhưng mà thấy đôi khi cái này cũng hơi dễ thiệt, đủ để thi học kỳ á. Còn thi thi cả thành phố này học chắc đâu nha, mà giờ mình ôn khó rồi cũng mình nó thì cũng không chắc đâu. Thầy nghĩ khả năng cao chắc phải tăng từ vựng chứ, nó cũng sẽ không hỏi thêm ngữ pháp đâu con. Thầy ạ, chắc nó không khả năng cao, không hỏi thêm được từ pháp khó đâu, nhưng mà từ vựng thì đấy là một vấn đề nữa. Bây giờ mình bắt đầu mình làm mấy cái đề Hồ Chí Minh nữa rồi, cái điền từ nó không thì thầy nghĩ khả năng cao đúng là đọc hiểu sẽ nó sẽ cho dễ thở, cho mình sẽ kéo ngược về, từ cái điền từ trở về trước đúng không? Cũng được. Thành cái khăn cao mà cũng được, thành thấy học cũng được khá khá nhiều từ từ mấy cái dạng của nó được đó. Chờ bữa nào có mất tiêu, bắt đầu mất tiêu cái quan trọng có khi làm kịp. Này này thấy không? Ấy quên mất hay chụp này no, rồi xong phim rồi coi đó, cái bữa của nó khóa rồi không cho mình vô nữa rồi. Quyền bị từ chối rồi thế nhỉ, là đây sao thử. Được này. Thì chắc là chụp màn hình chắc làm kiểu đó. Okay. International. Bữa mình làm cũng khá khá để trong đề nào á, làm đến đề thứ 5 đây, đề thứ 4, ok chưa làm đề thứ 4, ok thì thấy cái này chắc cũng dễ thở nè. Làm chưa ta, như này ok chưa chưa. Ok, thì không xem mình được không? Lấy nha. Cái này làm được đó, không có nhiều từ khó lắm. Để thở hơn chút ạ.
Mercury is the smallest planet in our solar system. It is just a little bigger than Earth, Moon. It is the closest planet to the Sun, but is actually not the hottest. Ừ, đúng rồi, gần mặt trời nhất nhưng mà không nóng nhất. Venus is hotter. Along with Venus, Earth, and Mars, Ừ. Mercury is one of the Đọc cái khúc sau, đọc cái khúc sau. Lúc nào gì dần à, nó cho gì phải lúc nào mới đọc cái sau mấy cái câu sau để mình nói. Cùng với là cái Venus ở mặt trái đất đúng không? Sao hỏi cái Mercury là gì thì không biết tiếng Việt là gì. Nó có một cái gì solid surface là gì, cái bề mặt gì, bề mặt gì con, cái gì con, mời gần đúng, tiếp tục rắn chắc. Ok, solid là rắn chắc á, bề mặt rắn chắc. Rắn chắc vậy thì nó sẽ là cái gì? Rocky. Nó Rocky. Mà Rocky. Rocky planets. It has a solid surface that is covered with craters. It crater has là mấy cái hố, con thấy mặt trăng không? Nó có mấy cái lỗ nó cái hố. Crater. Crater, okay. It has thin atmosphere. It doesn't have any moon. Light to gì? Mercury thích gì? Things simple. Keep things simple. This small planet spins around slowly compared to the Earth. To Earth, so one day. Một cái ngày, một ngày. Thế như thế nào? Nè, tưởng tượng như cái thần tinh này spin là gì? Xoay đúng không? Xoay một vòng chậm so với trái đất, vậy thì nến một ngày như thế nào? Một ngày nó phải như thế nào? Ở long sao? Một ngày, một ngày, một ngày. Chứ không phải là một ngày nào đó mà là một ngày á. Một ngày 24 tiếng nó như thế nào? A long time, cái gì một thời gian dài. Sơ phục vụ mãi nha, last là kéo dài nha, last là kéo dài. Last a long time. Nè, Mercury take đến tận 59 ngày ở trái đất mình để make one full rotation. Okay. Rất dài đúng không? Mercury goes that fast because it's the closest. Closest. The closest planet to the sun. It doesn't take very long to go all the way around.
is complete one revolution around the sun in just 88 Earth days. If you live on Mercury, you have a birthday every 3 months. 59 ngày để hoàn thành một ngày, mà nó 88 ngày để một năm. Ok, tiếp tục vào. It's not long. Not like a day here on Earth. For Earth, the sun rises and sets. Setting. Each and every day. Each and every day. Top. Should it take a long time to know set around and set that? Okay. Ok, bữa sau gì mình ráng nha. Cái bữa sau mình bắt đầu mình ráng mình cài cái bộ đề thi thử này nè. Cái bọn Hồ Chí Minh bắt đầu mình học từ vựng của bọn nó là chính. Thì sẽ giảm tải một chút mấy cái phần nó sẽ có cái phần chia động từ công nhận sao mà nó khó dữ không biết nữa. Ừ. Sống trong đó sao khó dữ. Ok. Hai tuần không để con ôn thi bằng tiếng Đức. Cái gì con? Con mà cho con xin nghỉ tầm 2 tuần để con ôn thi bằng tiếng Đức. Cái bằng gì bằng tiếng Đức rồi con? Vâng, có bằng đấy con vào cấp 3 nó sẽ dễ hơn. Ừ, ráng học, ráng đi. Thầy nghĩ bây giờ yên tâm rồi, bây giờ mình chỉ lo tập lớp 10 thôi. Thầy nghĩ trên trường giờ ok hết rồi á. Không cần phải kia nữa không? Chắc 8 hơn 8 chắc chắn thi nó 10 sẽ được, nhưng mà mục tiêu 9 là đẹp đúng không? Ok, cho nên được rồi, không sao đâu. Nghỉ à. Ok. Hết tuần này nghỉ hay này hết tuần mà. Cái năm rồi. Ok. Nhớ nhắc thầy nha. Làm xong nhớ nhắc thầy. Ok, nhớ nhắc. Chứ là ráng ôn nha. Ok. Ráng ôn cho thi cho tốt là được. Thế sao? Con cần điểm cao lắm không? Không cần điểm cao. Còn cần điểm cao mà thấy là cái yêu cầu nó là cỡ bao nhiêu không? Cỡ 4 chấm hay 5 chấm giống ai quá hả? Hay sao? Cái mức độ thông thành thạo. Tiếng Đức ạ? Có mấy kỹ năng ạ, thì là mỗi kỹ năng đạt tầm 12 trên 20 là đạt ạ. Còn... vậy là 5 chấm ạ. 5 chấm ạ. Chị đúng 5 chấm đúng không? 4 với 5 chấm. 4.5 với 5 chấm. Ok, giống ai hoặc okay. 4 với 5 chấm đúng không? 4.5 ạ. Khả năng cao 4.5. Wow. Ít nhất 12 mới đạt rồi hay sao con? Vâng ạ. Đủ 12 đạt. Ít nhất 12. Chứ không phải lớp 9 mà bắt. Nhưng mà quan trọng đề nó khó không? Quan trọng đề nó có giống mấy cái đề kiểu khó kia không? Hay là đề nó sẽ có giảm tải chút? Đề cho cấp 3, cấp 2, cấp 3. Không, con thi đây là bằng để lấy bằng, thế nên là nó sẽ khó. Còn thi vào cấp 3 mà thi bằng tiếng Đức thì bài này sẽ dễ hơn. Thi bằng này tức là bằng quốc tế luôn đúng không? Cái mấy cái bằng trời. Đúng rồi, cái đó còn mới cấp 2. Đúng rồi, cái 4.5 á, 4.5 5.IEL á. Trời ơi. Thôi, cố hết con, ráng đi con. Thấy chưa thấy nghe cũng hơi nản rồi, thôi, ráng con. Còn học lâu con có thấy đỡ đỡ chứ. Thì nghe thấy cũng hơi ỏi rồi. Cố hết con. Ráng ôm nha. Cứ lâm. Ráng đi. Cả, bye bye con. See you later. Bye bye con.